Hôm nay mình có dịp về quê ở Long Sơn, Long Hòa, huyện Phú Tân để mà ghé thăm nhà người bạn. Thì hôm nay người bạn có làm cái lẩu lẩu cá để đãi, có bắp xào nữa nè các bạn ơi. Bắp xào rất ngon, bắp xào ha, đây là cái ghém để ăn rau với ăn với lẩu. Đây là lẩu cá, rất tươi nha. Cá này là cá nuôi đó. Có thêm món món xoài nữa, món xoài với món ỏi, là ở đồng quê. Mời quý vị và các bạn thưởng thức. Thì mình về về nhà anh bạn đang xào bắp để ăn. Bắp này là bắp dưới quê luôn đó, xào dưới quê rất ngon.